Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày Tết, các gia đình thường phải dự trữ nhiều thực phẩm. Thế nhưng, bảo quản và giữ thực phẩm được tươi ngon, đảm bảo an toàn trong những ngày Tết vẫn là điều băn khoăn của rất nhiều bà nội trợ. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ hướng dẫn cách bảo quản thực phẩm tươi ngon đúng cách trong những ngày Tết. Phần còn lại của chương trình, bác sĩ chuyên khoa sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để phòng tránh và xử trí ngộ độc rượu. Sau đây là nội dung chi tiết. Dịp Tết, mọi người thường mong muốn nấu nhiều món ăn ngon cho cả gia đình thưởng thức. Vì vậy, chiếc tủ lạnh của gia đình sẽ luôn chật cứng thực phẩm. Nếu bảo quản không đúng cách, thực phẩm rất dễ bị hỏng. Vậy làm sao để các loại thực phẩm khi mua về đều giữ được màu sắc tự nhiên mà lại không làm mất đi các chất dinh dưỡng và có thể để được nhiều ngày? Đây thực sự là mối quan tâm lớn của các bà nội trợ. Bảo quản thực phẩm trong ngày Tết thì chúng ta cần tập trung một số cái cách sau. Khi mua thực phẩm về thì chúng ta phải chú ý đến cái việc bảo quản, thì chúng ta phân loại thực phẩm ra, bao gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chín. Thì đối với thực phẩm bao gói sẵn thì chúng ta bảo quản phải tuân thủ cái hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì sản phẩm. Người ta hướng dẫn như thế nào thì người dân chúng ta thực hiện như thế thì thực phẩm sẽ để được lâu hơn. Còn đối với thực phẩm tươi sống khi mua về chúng ta phải phân loại, chúng ta sơ chế để ráo nước và chúng ta cho vào các cái túi ni lông hoặc các cái hộp khay kín. Sau đó là cho vào ngăn mát tủ lạnh nếu bảo quản sử dụng trong ngày. Ví dụ nhiệt độ thì có thể điều chỉnh nhiệt độ 28 độ C chúng ta dùng trong ngày. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng lâu hơn thì người dân cần điều chỉnh cái thiết bị bảo quản là tủ lạnh, chúng ta để nhiệt độ âm 18 độ C có thể để được 3 đến 6 tháng. Còn đối với thực phẩm chín thì chúng ta cũng phải bảo quản ở trong các cái hộp hoặc là các cái chúng ta dùng các cái màng ni lông chúng ta dán kín, và chúng ta phải bảo quản tách biệt đối với thực phẩm sống để tránh cái ô nhiễm chéo vi sinh vật giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín. Và khi sử dụng thì người dân chúng ta phải hâm nóng ở nhiệt độ khoảng 100 độ C trong thời gian 5 phút thì sẽ đảm bảo an toàn để hạn chế các mối nguy đối với sức khỏe xảy ra. Với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở nước ta, thực phẩm dễ bị vi khuẩn, nấm, mốc tấn công, dẫn đến hư hỏng và ngộ độc thực phẩm. Do đó, mọi người không nên tích trữ quá nhiều món ăn, chỉ mua vừa đủ, tránh lãng phí, lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng ta cố gắng là chuẩn bị cái việc mà sử dụng thực phẩm, chúng ta phải xem các cái, thứ nhất là phải xem các cái phương tiện tủ lạnh, dụng cụ mình đã đầy đủ chưa, còn hoạt động tốt hay không. Và chúng ta lượng hóa được là cái sử dụng thực phẩm trong ngày Tết có nhiều, số lượng khoảng bao nhiêu để chúng ta có thể là mua cho nó vừa phải. Và chúng ta tuân thủ các cái cách bảo quản như tôi vừa nói, phân loại cũng như bảo quản ở các cái nhiệt độ phù hợp để chúng ta sử dụng. Tết là khoảng thời gian để thư giãn, ăn uống, vui chơi, sum họp gia đình. Những thói quen, những việc làm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là điều rất cần thiết. Không chỉ phòng tránh được ngộ độc thực phẩm cũng như các bệnh lây truyền qua thực phẩm, mà trên hết là bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, trong những ngày Tết, hy vọng mọi người, mọi nhà, đặc biệt là người nội trợ sẽ có cách bảo quản thực phẩm một cách an toàn, hợp lý, đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe người tiêu dùng. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ những nguyên liệu không đảm bảo, phụ gia không theo quy định. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch. Đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, rượu được coi là đồ uống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Rượu là một loại đồ uống phổ biến trên những bàn tiệc của người Việt Nam. Tuy nhiên, cần biết cách kiểm soát lượng rượu nạp vào trong cơ thể để không gây nhiều tác hại nguy hiểm đến sức khỏe. Phần còn lại của chuyên mục là những thông tin cần thiết về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo các bác sĩ của khoa cấp cứu hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa,
Hàng năm, số bệnh nhân phải nhập viện do tình trạng ngộ độc rượu trong những ngày Tết thường tăng đột biến hơn so với ngày thường. Nguyên nhân chính là do việc lạm dụng rượu vượt quá khả năng hấp thụ của cơ thể. Bên cạnh đó, ở nước ta, tình trạng rượu giả, rượu kém chất lượng pha methanol với tỷ lệ cao tràn lan khắp nơi. Ngộ độc rượu là một cấp cứu thường xuyên hay gặp tại trung tâm cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh của chúng tôi. Thì ngộ độc rượu thì nguyên nhân thường có hai loại. Loại thứ nhất là do chúng ta sử dụng quá nhiều rượu cùng một thời điểm. Loại thứ hai là chúng ta uống phải rượu có pha cồn công nghiệp hay là cái gọi khác đó là methanol. Thì đối với ngộ độc rượu thì triệu chứng đầu tiên của bệnh nhân thông thường là bệnh nhân sẽ uống rượu xong là bệnh nhân thường kích thích, đói sảng, rồi có nhiều trường hợp thì đau đầu, dữ dội và da lạnh, tái. Nặng hơn thì bệnh nhân có thể co giật, hôn mê và thậm chí là tử vong nhanh chóng. Các loại ngộ độc nói chung và ngộ độc rượu thường nguy hiểm đến tính mạng nếu không có các biện pháp y tế can thiệp kịp thời. Do vậy, dù nặng hay nhẹ, nếu phát hiện người bị ngộ độc rượu có các triệu chứng nêu trên, cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để được xử trí. Xử trí đối với ngộ độc rượu thì tùy vào tình trạng bệnh nhân. Nếu mà sau khi uống rượu và có những triệu chứng như vậy thì nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì luôn luôn giữ bệnh nhân ở một cái tư thế thẳng, tư thế ngồi. Sau đó thì cố gắng để cho bệnh nhân nôn hết những cái đồ ăn hoặc là rượu trong dạ dày. Sau đó thì bệnh nhân ổn định thì đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất. Còn nhau trong tình trạng bệnh nhân hôn mê, co giật thì luôn luôn để bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng một bên và để cho bệnh nhân khi bệnh nhân nôn thì nó không bị sặc vào trong đường thở của bệnh nhân. Và cũng nhanh chóng là đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, cấp cứu kịp thời. Thì tùy tình trạng mức độ cô độc, nhưng mà nếu mà trường hợp nặng thì chúng tôi cần phải lọc máu và phải hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Và đối với những cái bệnh nhân nặng thì cái tỷ lệ tai biến chứng của ngộ độc rượu rất là cao. Nó có hai biến chứng quan trọng, đó là bệnh nhân có thể tổn thương não, xuất huyết não. Thứ hai nữa là có thể tổn thương võng mạc, có thể gây mù lòa sau này. Và thậm chí là bệnh nhân cũng tử vong nhanh chóng sau khi ngộ độc rượu nặng. Để phòng tránh ngộ độc rượu, đặc biệt trong những ngày Tết, chỉ nên mua và sử dụng các loại rượu đóng chai có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng rượu bia trong những ngày lễ Tết, nhất là đối với người bệnh mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Sử dụng rượu bia thế nào vừa đảm bảo vui mà không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng? Sau đây là những lời khuyên của bác sĩ mọi người cần lưu ý. Chúng ta phải sử dụng rượu an toàn và hợp lý. Rượu an toàn là rượu được rõ nguồn gốc và nó không được pha cồn công nghiệp. Và hợp lý đó là chúng ta sử dụng một lượng vừa phải, không được sử dụng quá nhiều khi chúng ta trong cái giai đoạn đói. Và chúng ta cũng không được pha rượu cùng với các cái nước tăng lực hoặc là cái nước khác để chúng ta uống. Vì như thế thì sẽ tăng cái tỷ lệ ngộ độc rượu của bệnh nhân lên. Và đối với những bệnh nhân mà có bệnh nền nặng, đặc biệt như là bệnh nhân suy thận, suy gan, thì tỷ lệ ngộ độc rượu sẽ tăng lên do cái đào thải của gan thận nó kém. Thì cái những bệnh nhân như này thì thường là bệnh nhân sẽ ngộ độc rất là nặng. Trong những ngày Tết sắp tới thì tôi cũng khuyên người dân thì chúng ta cũng phải sử dụng rượu hợp lý, an toàn, không nên uống quá nhiều trong một thời điểm. Như vậy, để sử dụng những loại rượu phù hợp với gia đình và an toàn với sức khỏe, mỗi người hãy là nhà tiêu dùng thông thái để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra mỗi khi Tết đến xuân về. Chuyên mục Y tế, Dân số và Sức khỏe hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.